Xin chào anh em ha. Thì hôm nay là 22 tháng 12, em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy. Hôm nay là lô chữ D nha anh em. Anh em chốt hàng thì nhớ cái mã máy giùm em ha. Bắt đầu từ con D1 và con cuối cùng ở dưới là D13. Hôm nay có cho anh em một con phun vôi xả phân ha anh em. Con này là dòng Echo Kiwit DMD410. Này khá đẹp nha. Xịt thuốc thì có cho anh em một con Kawasaki TF24 nha, 33 ly. Con này thì được cái là bơm ti tâm G luôn nha anh em. Bơm ti có chính áp mình luôn. Hôm nay có cho anh em một con siêu phẩm Maru 320 38 ly trợ lực bình xăng con 2 kim tâm G tâm lớn luôn nha. Siêu phẩm của ngày hôm nay ha. Kế bên là Mitsubishi TL261 nha, nòng 33 ly. Con này bình xăng con 2 kim luôn nha anh em, tâm G, ga bắp hệ luôn. Đầy đủ combo luôn nha anh em. Kế bên là con Komatsu 2006, Komatsu sắt lớn nha. Con này có dàn khung sắt bằng cái đế bằng sắt luôn, rất là chắc chắn. Trợ lực lớn nè, tâm G luôn. TLE24 dòng Mitsubishi 33 ly. Con này cũng tâm G luôn nha anh em, tay bóp luôn nè ha. Echo đời mới 34 ly 24cc, con này cũng tay bóp luôn nha. Hôm nay tay bóp cũng bao cũng còn nha anh em, rất là nhiều á. Rồi phía trên thì có cho anh em một con cơm 2003, con này nguyên zin cho mình cũng là tâm G luôn. Hôm nay chúng mánh tâm G luôn nha anh em, con máy nào cũng tâm G hết, quá nhiều luôn ha. Đây Maru 23 cũng là cùng tâm G luôn nè. Hôm nay quay sơ sơ không là cũng 4 năm con tâm G đó nha anh em. 1, 2, 3, 4, 5, 6 con tâm G luôn ha. Rồi ở đây có con cơm 2002, con này 32 ly dàn khè luôn nha anh em, trợ lực. Máy này phù hợp cho anh em dùng gia đình nhỏ gọn ha, giật rất là nhẹ nha anh em. Komatsu 2003, con này là cái kiểu như cái áo nó xấu quá cho nên em bán giá sổ luôn nha anh em, có 1,3 triệu thôi. Anh em nào mua về dùng gia đình thì khá là hợp lý luôn ha. Giá rẻ mà chạy rất là khỏe nha. Cưa thì có cho anh em một con Echo Kiwit Echo 331 nòng 37 ly, dòng cưa cho anh em dùng gia đình, cưa tay dài nha anh em. Hạ gốc cây là bao ngon luôn. Kế bên là con tay cục, con này là Tanaka 26 ha, nòng 35 ly 26cc. Con này là cái dòng máy chuyên cho anh em dùng gia đình cắt cỏ tỉa nhánh hoặc là tỉa cây cảnh cây kiển này kia đó, nó rất là gọn anh em, cầm một tay sử dụng được luôn. Con này e tự động, bơm xăng phụ với phanh xích đầy đủ cho mình hết luôn ha. Rồi anh em chốt máy liên hệ trực tiếp số điện thoại của em 0917414042. Số này thì em có kết nối Zalo luôn ha. Hình thức của bán bên em là bao ship tận nhà, không cần phải đặt cọc trước nha anh em. Và hàng tới nơi thì tất nhiên anh em sẽ được kiểm tra hàng, được test nổ máy thử hết luôn ha. Máy ở đây là máy hai thì, thì anh em nhớ xăng pha nhớt hai thì thử hàng giùm em nha anh em. 1 lít xăng anh em pha tỷ lệ là 40cc nhớt giùm em ha. Cái đó là tỷ lệ em pha ở đây em xài nói chung là chuẩn luôn rồi đó. Thì anh em cứ pha đúng tỷ lệ đó giùm em. Chứ anh em pha nhiều ít gì nó coi ở đâu đây thì không biết, nhưng mà ở đây là em cứ là 1 lít xăng 40cc nhớt là em bao cho anh em xài máy luôn nha, nó rất là bền luôn. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Thạnh Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Em thì ở ngay chân chợ Trung Hưng luôn nha. Anh em xem clip nhớ cho em một nút like và một nút đăng ký kênh nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Rồi em vô con đầu tiên cho mình là con máy cưa D1. Con này là con Tanaka ha, nòng 35 ly nha anh em, 26cc, dòng máy cưa tay cục là anh em có thể cầm được một tay mình sử dụng được luôn. Đó là anh em cầm một tay lên anh em cưa được luôn nha, nó rất là tiện luôn á. Con này thì nó có chức năng thứ nhất bơm xăng phụ giúp cho máy của mình lên xăng rất là nhanh. Thứ hai, nó có e tự động, e này anh em việc kéo lên là đóng e nè. Mình lên ra là tự động nó nhảy xuống nó mở cho mình luôn, rất là tiện lợi luôn ha. Nó có luôn cả cái phần phanh xích nha anh em. Đây anh em đẩy về trước nè, nó nhảy lên là phanh nè. Đó là xích nó sẽ khóa lại. Khi nào anh em muốn mở thì anh em kéo này lên, đó là nó mở xích ra cho mình nè. Thì cái này nó an toàn hơn khi mà anh em leo trèo đồ, anh em mé nhánh xa đồ, có mấy cái phanh này nó an toàn lắm nha anh em. Đây là một cái đặc biệt của thằng máy tay cục này, nó nhẹ. Cho nên là sao nó có thiết kế thêm cho anh em một cái đồ này, cái tròn tròn này nè, là nó có tính năng đó là anh em có thể treo móc, ví dụ như vách tường nhà hoặc là bên cái hông nhà này kia đó, là anh em bắt một con tán hay là một con vít gì đó hay là cái đinh gì kia đó là anh em treo được luôn, rất là tiện luôn, rất là gọn luôn. Hay là cái hay của con này luôn ha. Con này bô còn đen xì lì luôn nha anh em, chưa bị cháy luôn nè. Rồi lam zin nha, hai mặt còn chữ cho mình luôn. Xích này cũng xích zin theo máy cho mình luôn. Hàm gồng này ha, đầy đủ cho mình nha anh em. Ôi ôi, quá mới luôn nha anh em, cái chặn xích đó nó chưa có bị chạy luôn nè. Quá đẹp luôn ha.
Rồi, lam con này dài 4 tấc 3 nha anh em. Lam này thì anh em có thể là tỉa cây cảnh cây kiển là ngon lành luôn rồi, hoặc là hạ gốc cây này kia cũng được luôn. Cây cỏ bắp đùi này kia các kiểu nha anh em, cái chàm này kia rồi đó ha. D1 giá 2 triệu chẵn nha. Giá này thì em đã bao ship và phụ tùng theo cho mình là 4 món nha. Rồi, tiếp theo là con D2. D2 là cái con Echo Kiwit Echo 331 nha. Con này nồng 37 ly, con này 33 cc nha anh em. Dòng này thì anh em cưa củi cưa gia đình thì gọi là rất là ngon luôn, chạy rất là khỏe. Thứ nhất, thứ hai á là con này nó rất là tiết kiệm xăng nha anh em. Nếu anh em dùng gia đình thì xài mấy con này rất là tiện ha. Tiện thứ nhất là về cái giá cả nó rẻ, cái thứ hai nó tiết kiệm xăng cho mình. Hoặc là anh em có thể hạ gốc cây đều được nha anh em. Cưa tay dài thì hạ gốc cây nó sẽ khỏe hơn. Anh em cầm được hai tay nè. Đó thì mình khi mình sử dụng mình cưa nó sẽ đỡ mỏi hơn. Đó, ví dụ như anh em cưa nhiều rồi kia, hạ nhiều rồi kia đó. Cái con này có cái ốc nè chỉnh xích nhớt alarm luôn nha anh em. Ốc nhớt alarm nằm phía trên này cho mình luôn nè. Nó tiện cho mình. Anh em không có cần phải quay tới lưu kiếm. Ở đây anh em chỉnh luôn. Đây nó chỉnh theo cái mũi bự nè, ra nhiều nè. Còn em muốn ít lại thì chỉnh theo mũi nhỏ này. Thấy không? Nó có hướng dẫn cho mình hết luôn á. Đây, xăng pha nhớt, còn này là nhớt alarm nè. Nó có hình biểu tượng rồi cho mình hướng dẫn cho mình đầy đủ hết luôn ha. Nói chung con này hình thức thì còn đẹp nha anh em. Đây, liền lạc không bể không bở ha. Chặn xích còn luôn nha. Đây, tên máy, số sơ ghi máy, tem mất in như băng, đầy đủ cho mình hết nha. Máy liền lạc không bể không bở đâu hết nha anh em. Cái này còn khá là ok ha. Đặc biệt á, cái lam nó lam latin luôn. Xích này thì xích mới nha anh em, mới 100% rồi. Về cái này thì anh em xài thôi chứ không cần phải vỗ lại ha. Đây, lam latin luôn nha anh em. Giá rẻ mà được cái lam latin nữa thì quá im luôn ha. D2 giá 2.300.000 nha. Rồi, con này lam dài 4 tấc 3 luôn ha. Đây. D2 giá 2.300.000. Tiếp theo là con D3. D3 là cái con cơm 2003 nha anh em. Con này thì do cái áo nó hơi xấu nha anh em. Đây, nó liền lạc không bể vỡ nha, chứ cái là cái màu nó xấu thôi. Nên em bán hôm nay giá rẻ cho mình. Nồng 32 ly, 23 cc. Cái này thì ấp giật có trợ lực là so luôn nha. Giật rất là nhẹ nha anh em. Bình xăng con là hai kim mới nè. Bình xăng lớn thì cũng đã thay mới rồi nha anh em. Do bình xăng lớn bị bể ha. Còn bình xăng con này thay là cho máy nó giật nó nhạy nổ hơn. Cho nên là anh em thấy là giật một cái chạy nè. Rất là nhạy nổ. Ha, tum liền, tum nhựa nha. Đây. Rồi, con này tay đôi ga giữ nè, láp đầu bò đầy đủ cho mình hết nha. Này dùng gia đình thì đập cước khá là ngon nha anh em. Giá rẻ nữa thì quá ok ha. D3 giá 1.300.000 nha. Rồi, tiếp theo là con D4 ha. D4 là cái con cơm, con này là BC2211 nha anh em, dòng cơm đời 4 số nè. Nồng 32 ly, 22 cc nha. Con này được hình thức rất là nhỏ gọn, xăng nhớt luôn thì cỡ 4 kg thôi ha. Con này dùng gia đình rất là ok. Thứ nhất là máy nó chạy bền nha anh em, dòng cơm này chạy rất là bền luôn. Cái thứ hai là nó chạy khỏe nha anh em, đập cước là ngon lành luôn. Con này thì được kết hợp cho anh em là cái ốp giật trợ lực luôn nè. Bình xăng con là hệ luôn nha, bình xăng con gan ngang quanh gồ luôn đây. Tum liền, tum nhựa ha. Rồi, con này công tắc thì nằm trên láp nha anh em, cái bộ kéo ga đây. Hiện tại con này đang dùng là tay đơn á. Anh em nào muốn xài tay đơn được thì để nguyên. Còn mà xài không quen thì báo cho em cái em sẽ đổi cho anh em thành bộ tay đôi. Tay đôi này nó giống gì nè. Ha, là bên em đổi cho mình miễn phí nha anh em. Bình xăng lớn, bình xăng con là zin hết luôn. Con này áo màu vàng nhìn rất là sáng máy luôn đây. Liên lạc không bể không bỏ nha anh em. Con này còn khá là mới. Đây, còn đẹp lắm nha anh em ha, còn rất là mới luôn. Tem lơi ma còn đầy đủ cho mình hết luôn nha. D4 giá 1.500.000. D5.
D5 là cái con Maru Yama, con này nồng 32 ly 23cc, Maru 23 nha anh em. Con này thì nó cũng có ấp giật trợ lực luôn. Ở này ba con đầu tiên toàn là ấp giật trợ lực không luôn anh em ơi. Trợ lực đầu so ha, giật rất là nhẹ nha. Máy này thì cũng rất là nhạy nổ. Đây. Cực kỳ nhạy nổ luôn ha anh em. Cái là chạy, cái chạy thôi. Mấy dòng này thì nó phù hợp cho mấy anh em nào mà mới lần đầu xài máy mà dùng gia đình này kia đó. Anh em quan ngại cái vụ mà khởi động này kia chậm nổ đó, thì anh em lấy mấy cái con này cho em. Hai con này nè. Đó, hai con này dùng gia đình nè, giật rất là nhạy nổ, xăng qua rất là đều mà lửa đánh rất là tốt. Cho nên anh em nào mới xài máy, lần đầu tiên xài máy bãi, anh em lượm mấy con này cho em là anh em về giật một cái chạy cho em hết luôn. Rất là nhạy nổ luôn nha anh em. Bình xăng con hệ cho mình nè. Bình xăng lớn thì đã thay mới nha anh em. Con này thì trong nóc nó có dập mắt in da băng cho mình luôn. Đây ha. Rồi đặc biệt con này tôm gời, tôm nhôm. Tôm này thì anh em cần là phải tháo ra được. Anh em gắn xịt thuốc hoặc là chế cháo thì cũng được nha. Tem lê ma đây ha. Rồi công tắc ấn. Hiện tại đang dùng là tay đơn. Anh em xài quen thì để nguyên, còn không quen báo em tiếng, em sẽ đổi cho anh em thành bộ tay đôi. Tay giống như con này nè ha, thì nó sẽ dễ dùng hơn. Láp trắng cỏ, đầu bò, zin heo máy hết cho mình luôn nha anh em. Con này hình thức cũng còn rất là đẹp. Áo thì còn đỏ ao ha. Liên lạc không bể không vỡ nha anh em. Cực kỳ đẹp ha. D5 giá 1.550.000. D6 anh em nào hôm nay mà kiếm máy tum gời phải gọi là vô mánh luôn nha anh em. Một vạt máy tum gời rất là nhiều luôn ha. Đây cũng là một cái dòng máy dùng gia đình mà dòng này hiện được cao cấp hơn cái là chạy rất là bền bỉ nha anh em. 1 lít xăng 40cc nhất là em bao cho anh em xài hoài luôn. Cực kỳ bền luôn ha. Dòng này thì cũng là cái dòng máy mà anh em dùng gia đình mới lần đầu xài máy còn quan ngại cái vụ mà chưa có biết cách khởi động máy đó, thì anh em lấy mấy dòng này cho em. Nó giật rất là nhạy nổ anh em, lửa đánh rất là tốt mà xăng qua rất là đều. Cho nên là anh em nào mới xài máy thì lấy mấy con như thế này nè. Đó, như hai con nãy với con này là ba con nè. Nó dùng gia đình chạy rất là ngon mà giật thì rất là nhạy nổ luôn ha. Bình xăng con ra ngang zin cho mình nè. Cái này bình xăng lớn cũng zin luôn nha anh em. Bình xăng còn rất là đẹp nha. Thun chống bình xăng mài mòn đầy đủ nè. Cái phần này thì cũng một phần là nó giúp cho cái bình xăng mình nó bám dưới đất tốt hơn ha. Ồ, bình xăng còn đẹp cực kỳ luôn nha anh em, còn trắng tinh ha. Rồi, con này tum gời, tum nhôm, giống như con Maru bên đây. Thì tum này anh em cần thì có thể tháo gời đầu máy ra. Anh em gắn xịt thuốc hoặc là chế cháo đều được hết luôn ha. Rồi, máy dùng công tắc ấn nè. Tay đôi, ga giữ, đáp, đầu bò, zin theo máy hết nha anh em. Con này nguyên bản 100%. Máy thì liên lạc không bể không vỡ ở đâu hết luôn ha. Khá là đẹp nha anh em. D6 giá 1.650.000. Đây, giật rất là nhạy nổ. Đó, cái lụm nha anh em. Rất là nhạy luôn ha. Rồi, tiếp theo là con D7. Quá nhẹ nhàng rồi ha anh em. Con này cũng là một cái dòng máy ốp giật có trợ lực nha. Con này là con Echo Kiwit 240, nồng là 34 ly 24cc ha. Con này hình thức là nguyên zin cho mình. Bình xăng con là hai kim luôn nha anh em, ốp giật trợ lực cho mình luôn nha. Bình xăng lớn zin cho mình luôn đây. 240 ha. Số series ghi máy còn cho mình luôn. Tôm liền, tôm nhựa nha anh em. Tem lơi ma còn luôn đây, tem chống hàng giả ha. Rồi, bốn con ốc cơm trắng phiếu luôn nha anh em, chưa có dấu hiệu mở, cũng chưa có dấu bị xét luôn nha. Ha, chưa có dấu hiệu bị rỉ xét luôn nha. Rồi, tay bóp zin luôn nè. Công tắc trên tay luôn nha anh em. Con này phải gọi là rất là xịn sò luôn. Láp trắng cỏ, đầu bò, zin heo máy hết cho mình luôn ha. Giật thì cũng rất là nhảy nổ. Đây, em giật lại cho anh em. Một cái chạy. Đó, rất là nhảy nha. D7 giá 1.700.000 nha anh em. Tiếp theo là con D8. Con này cũng trợ lực nữa nè anh em ha, ốp giật trợ lực là so luôn.
D8 này là con Mitsubishi TLE24 nha, nòng 33 ly 24cc. Ở đây nó còn ghi cái số gì của bên Nhật, nó ghi nè anh em, 10/1 nè ha. Tem mắt như băng, con này tem còn như mới luôn nè, tem rất là mới, rất là đẹp luôn nha. Nó còn mấy cái dạ dạ kim tím luôn á, rất là đẹp luôn, chập giật trợ lực luôn ha. Đặc biệt tum gời tum nhôm, nước sơn chưa rớt luôn nè anh em ơi, màu trắng nguyên si như màu sữa vậy đó, rất là sáng luôn. Thì tum gời này thì anh em tháo ra, anh em chế cháo các xịt thuốc được kêu được hết luôn nha. Áo này thì bên cái này, bên cái phần áo ô này bị gãy hết găng này nha anh em, gãy nhưng mà không có lìa nha, gãy còn dính lại, nó gãy bên thôi, còn dính lại bên đây ha. Rồi tem TLE24 còn cho mình luôn, số seri là 00001635 ha. Rồi con này trong lốc là có dập mắt in da băng cho mình luôn đây. Ở trên cái ốp e là nó có cái mã vạch cho quét, cái này là cái mã QR anh em, cho anh em mà quét mã nè ha. Rồi con này hiện tại đang dùng bộ tay bóp nè anh em, công tắc thì nằm trên tay luôn nè, tay bóp mà theo kiểu là tay đơn nha. Đó, anh em nào xài tay bóp thì để nguyên bộ gì, còn anh em nào xài tay đơn không quen thì báo em cái sẽ đổi cho anh em thành bộ tay đôi, bộ tay đôi giống như nãy giờ em quay cho anh em gì đó. Còn anh em nào xài quen thì để bộ tay bóp luôn, bộ tay bóp tay đơn ha. Láp chắn cỏ đầu bò zin theo máy nha anh em, con này nguyên bản 100% hết cho mình luôn nha. Dòng máy hệ Mitsu, dòng này thì chạy phải gọi là bao bền bao ngon luôn nha. D8 giá 1.800.000 ha. D9 này tiếng găng ti thì nó khác, mà sao lên ga nó khác quá anh em, lên ga nó chạy hú hồn nữa mà găng ti thì nó nhỏ xíu à ha, thì gọi là thì thầm như chó thở anh em, nghe nhỏ xíu vậy đó. D9 này là con cơm 2006 nha, nòng 34 ly 26cc, con này thì chụp giật trợ lực luôn nha anh em, trợ lực dây thẹo luôn á đây. Rất là nhẹ nhàng nha anh em, con này 34 ly thì đập cước là được rồi nha anh em, đập cước rất là khỏe, rất là ngon. Bình xăng lớn zin cho mình luôn, bình xăng con cũng bình zin luôn nha. Con này thì nó có cái dàn khung bằng sắt để bảo vệ bình xăng lớn, nó dòng từ trước ra sau nè. Con này thì bao cho mình là chắc chắn luôn á. Lốc thì có dập cơ Matsu Genos cho mình luôn ha. Rồi con này cũng là tum gời tum nhôm, tum này thì giống như mấy con kia, cần tháo cái xịt thuốc hay là chế cháo gì đều được. Áo thì liền lạc, không bể không vỡ nha anh em. Trợ lực tum gời thì quá vip luôn rồi ha. Rồi máy tay đôi nè, ra giữ lắp đầu bò zin. Con này cái đầu bò nó còn nước sơn zin theo máy luôn nha anh em, còn cái màu đó nó đỏ luôn nè ha, rất là đẹp luôn. Đây liền lạc hết luôn ha. D9 giá 2.000.000. Đây em giật em lên ga lại cho anh em cái nữa, cho anh em nghe tiếng nha, tiếng căng ti thì nó khác mà sao tiếng máy nó khác quá. À, máy nó chạy vậy đó mà về căng ti là thấy nó khác liền ha, nhỏ xíu luôn. D9 giá 2.000.000 nha anh em. Tiếp theo là con D10. D10 là con máy siêu hệ luôn nha, Mitsubishi TL261, con này nòng 33 ly 26cc. Đây model máy nè, số seri máy còn luôn nha, 083865. Bình xăng con hai kim zin theo máy luôn nha anh em, lúc nào cũng vậy thôi, thằng TL26 261 đều là hai kim nha anh em, rất là xịn sò. Trong lốc có dập mắt in da băng cho mình luôn, bình xăng lớn zin theo máy luôn nha anh em, tum gời tum nhôm luôn ha. Nói chung mấy cái dòng này thì anh em, nói chung là tiền thì anh em chịu khó bỏ chút xíu thì anh em lấy mấy cái hệ này, thứ nhất chạy ngon, thứ hai tiết kiệm xăng, thứ ba cực kỳ bền luôn nha anh em, bền thôi là bền theo 5 tháng cho mình luôn á, rất là bền bỉ luôn ha. Rồi con này bộ tay bóp nha anh em, công tắc nằm trên tay luôn, láp trắng cỏ đầu bò đều là zin theo máy hết cho mình luôn, nguyên bản 100%. Con này xăng nhớt luôn thì khoảng 5kg thôi ha, cũng khá là nhẹ thôi, máy hệ mà máy xịn mà giá cao chút xíu. D10 giá 2.700.000 nha anh em. Con này thì nói em nói với anh em xăng pha nhớt đầy đủ là em bao cho anh em xài hoài luôn, không biết chừng nào hư luôn. Cái dòng này chạy siêu bền. D11.
DE11 là cái con Maru 3200 nha anh em. Nồng 38 ly, 32cc, ốp giật, trợ lực, bình xăng con 2 kim hệ luôn nha. Giống như con Mitsu nãy, chạy rất là tiết kiệm xăng luôn ha. Rồi, lốc máy là có giặt Made in Japan cho mình luôn. Đặc biệt của con này á, là tum gời, tum lớn, bú lớn luôn nha anh em. Đó, cái dòng này nó có hai loại nha, Maru 26 là 32 này á, Maru 32 này thì nó có loại là tum nhỏ, bú nhỏ thì giá nó sẽ rẻ hơn, còn này là tum lớn, bú lớn thì giá sẽ cao hơn. Đó, cái đó anh em phân biệt. Chứ để nhiều khi cùng một loại 32 nhưng mà lúc giá này giá khác thì anh em cũng có hỏi. Nó thì sẵn đây em cũng giải thích cho anh em luôn ha. Một con là bú lớn, tum lớn, một con là bú nhỏ, tum nhỏ. Rồi, con này bộ tay đôi ra giữ nha anh em. Công tắc thì là công tắc ấn trên tay. Lắp đầu bò zin hết cho mình luôn nha. Lâu lâu mới được con bố lớn nha anh em, chứ không phải là về em nào cũng có đâu. Nhiều khi về đâu 4 5 con mới được con tôm lớn á ha. DE11 giá 2.600.000 nha anh em. Tem Lê Ma rồi còn đầy đủ cho mình nha. DE12. DE12 con này là con xịt thuốc nha anh em, Kawasaki TF24 nha. Nồng 33 ly, 24cc, nó giống như cái cỏ gì đó. Nhưng mà được cái là trang bị cái bộ là bộ xịt thuốc. Con này là bộ bơm ti và tum nó là tum gời. Thì tum gời em cũng hay nói với anh em, ở nhà anh em nào đã có bộ cần cắt cỏ rồi thì anh em về chỉ việc là tháo cái đầu máy này ra và úp cái đầu cắt cỏ đó vô, cái bộ cần cắt cỏ đó vô là anh em có thể cắt cỏ được luôn. Bơm ti có chỉnh áp luôn nha. Nó có mức là từ số 1 tới số 7 nè. Đó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đầy đủ cho mình hết nha. Rồi, thùng con này là thùng 20 lít ốp lưng, dây đeo thì đầy đủ cho mình hết. Nhưng mà dây đeo này hiện tại là ông bên Nhật á, ông này ông xài làm như ông uổng cái bộ dây đeo này quá hay sao, ông kiện nè anh em. Cộng dây này mắc cái tiêu cái bộ gắn là ông kiện cộng dây nè. Thì cái này anh em nào chốt em sẽ thay lại cho anh em bộ dây mới luôn nha, xịn sò cho mình luôn nha. Đó, chứ này thì xài vẫn ok, nhưng mà nhìn cái này thì nó hơi kỳ quá, nó kỳ với con máy quá ha. DE12 giá 1.900.000 nha anh em. Bơm ti tum gời có chính áp đầy đủ cho mình nha. Quá ok luôn ha. Cuối cùng DE13. DE13, con này là con Echo Kiwit. Đây, con này là ký hiệu nó là DMD4100. Nồng 40 ly, 41cc nha anh em. Con này thì em thấy còn khá là mới nha. Từ dàn áo cho tới bộ bơm, tới cái thùng, nhìn thì còn rất là sáng luôn ha. Thùng 10 lít nha anh em. Ốp lưng, dây đeo còn mới tinh luôn, trắng tươi luôn nè. Quá đẹp luôn nha anh em. Rồi, cần này đây là cần mở họng nè. Còn đây là cần ga ha. Từ mức 1 cho tới mức 5 nha anh em. Rồi, cái quan trọng nhất vẫn là cái họng nè. Đó. Rồi, họng ngang nha anh em, quá ok luôn. Họng này thì em thấy một số anh em là có thể về xả lúa được luôn nha. Xả lúa thì về chịu khó anh em sửa cái lưỡi gà lại ha, sửa cái lưỡi gà cho nó thấp xuống xíu là anh em xả lúa được luôn rồi. Họng này khá là rộng luôn anh em. Họng này rộng ha. Chú ý là về coi chỉnh cái lưỡi gà lại nữa là anh em xả lúa vô tư luôn nha anh em. Ngon lành luôn. Này anh em nào ở nhà mà có tầm 2 3 xào, 4 5 xào đó, ít đó là anh em lấy cái thùng này về xả lúa là hợp chuẩn luôn nha anh em. Rồi, bộ quạt còn như mới nè. Này còn khá đẹp luôn ha. Từ cái thùng cho tới cái dàn áo cho tới bộ bơm, bộ quạt luôn. Rất là sáng. Tem mát còn nguyên si cho mình nha. Rồi cái bộ này thì em sẽ tặng thêm cho anh em là một cái con sùng, một cái đường ống ga, một cái bộ bogie và một cái bogie nữa là tổng cộng 4 món ha. DE13 giá 2.000.000 nha anh em, bao ship rồi nha. Này anh em đừng có lo bao nhiêu tiền ship cho, này bên em bao rồi. Tới nơi trả 2.000.000 là đủ nha anh em. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em nha.